Cái gì đấy? Alo, alo, alo. Từ từ nhá, đây có phải người yêu em không? Em đang tìm hiểu bạn ý. Em bị ganh. Cay tư nhờ. Em phải lót câu này đấy. Anh cũng đang lót đây. Em cũng đang lót, em chưa lót được. Hai ba con đường, theo anh lên giường. Hai ba con đường, theo anh lên giường. Khoan, nếu em thích sự tử tế thì theo anh lên phường. À, ok. Nó ở cái tập chất. Ok, lên phường để làm gì, lên phường để làm gì? Để đăng ký kết hôn. À. Máu dồn lên lao. Hai ba con vịt trong em muốn. Hai ba con vịt trong em muốn. Thằng thanh quan này. Muốn gì nhỉ? Muốn gì nhỉ? Cái này ngại nhỉ? Thịt. 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 Tao lấy mày. Lại là Viva Kiwi đây và chúng tôi đã quay trở lại với phố đi bộ Hà Nội. Không thấy bóng em đáng yêu không? Tại vì hôm nay tôi mặc một cái áo bling bling khá là bóng nên tôi quyết định là bật bóng. Thế nên là mình sẽ tìm một đôi đáng yêu và cực kỳ bóng như ngày hôm nay nhá. Let's go. Ôi anh ơi, hôm nay em muốn ghép đôi. Em muốn ghép đôi á? Bây giờ đi vào ghép đôi luôn được không? Được anh ơi. Vào luôn nhá, em vào đầu tiên luôn. Okay, em vào đầu tiên luôn. Xếp hàng luôn. Trời ơi. Nhưng mà hôm nào quay xong rồi không xin được số bạn kia hay là em như nào? Em bị lạc mất bạn rồi. Lạc mất bạn rồi. Thế hôm nay là ghép bù gì? Rồi hôm nay ghép bù em trả nợ. Chắc không? Chắc ạ. Chắc nhá. Chắc chắn luôn. Hôm nay ghép phải thành công nhá. Vâng. Ok. Ok luôn bạn ơi. Chốt. Rồi. Để anh lấy loa đã. Bắt đầu công cuộc đi tiếp. À đâu? Đi tìm người. Hello. Bạn tên là gì? Cái gì đấy? Phỏng vấn thôi, phỏng vấn thôi, phỏng vấn thôi. Nguyên Nguyên siêu bao nhiêu ạ? Em 98. Nguyên có người yêu chưa? Đã. Có chồng rồi. Chồng ai? Chồng đâu? Chồng đâu? Chồng đâu? Chồng của Nguyên đâu? Ơ kìa. Vừa bị bắt vào ghép đôi này chạy là như nào? Lừa rồi thề. Thế là chồng gì đây? Chồng đâu rồi? Ok, cảm ơn Nguyên nhá. Đi tiếp nào. Hay, như nào hay ha. Em siêu bao nhiêu vậy? Em phải 207 anh. 207. Bảo sao để tóc đuôi sam. Đi ngủ đi cháu. Đi ngủ đi các em cháu. Ô, anh nhìn thấy rất là đáng yêu ấy. Nó rất là hồn nhiên á. Đúng đúng. Ok cảm ơn em nhiều nha. Rồi tiếp tục đi. 207 mình phải gọi là cháu đấy nhỉ. Đúng không? Đây gơn xăm chủ. Ê tên Nửa nhì. Chúng khét đấy. Sao anh lại bỏ quên em nhỉ? Em tên là gì? Em tên Thảo. Đến từ đâu? Em đến từ Hà Giang. Hà Giang. Hôm nay lên đây với ai đây? Một mình. Bạn này à? Không, em đến Elon anh ơi, một mình. Đi một mình. Đúng rồi. Có người yêu chưa? Chưa. Đi ghép đôi nhá. Lên luôn. Ok. Rồi, xin mời bạn. Vào đây nào, vỗ tay cho cô gái đầu tiên đi. Đây là tuyệt vời. Ok, cho bạn nghỉ đeo mic đi, cho bạn nghỉ đeo mic đi. Hello anh, em tên Thảo, sinh năm 2003. 2003? Ừ. Đến từ đâu? Em đến từ Hà Giang. Hà Giang, sinh năm bao nhiêu? À, 2003. 2003 nhưng anh đã không tin lắm. Chững chạc hơn tuổi. Ơ nhưng mà em bao lâu rồi em độc thân? Em khoảng 1 năm rồi. 1 năm rồi độc thân. Wow. Lý do vì sao bây giờ vẫn độc thân và thích một người như nào để anh tìm nào? Em thích những người cao to, đẹp trai. Đẹp là được. Đẹp là được. Không như mày. Quê tao nhiều. Nhưng mà em hiện tại em đang làm công việc gì? Em hiện tại em đang làm manager ở quán pub Nhật. Manager ở quán pub Nhật. Tức là quán rượu đúng không? Chính xác. Bên uống rượu không? Biết chứ. Anh thấy gái Hà Giang là uống rượu kinh lắm đấy đúng không? Đúng. Uống rượu bằng bát đấy anh. Uống rượu bằng bát luôn. Vãi cả đái thật. Em nhắm là em uống được khoảng bao nhiêu bát rượu? Chắc cũng tầm khoảng vài bát. Ôi trời ơi. 5-6 bát gì đấy. 5-6 bát. Uầy. Anh uống một hụm này là anh say luôn rồi. Nhưng mà anh nghĩ rằng là ở trong một cái công việc và một cái môi trường như vậy em sẽ gặp và tiếp xúc rất nhiều người. Tại sao đến bây giờ vẫn độc thân? Có nhiều vấn đề lắm. Nói chung mà kiểu môi trường làm việc của em ấy nó kiểu chỉ dành những người nước ngoài nhưng mà nó tầm chứng chặt tuổi ấy. Nó nhiều khách ố dề lắm anh. What? Nhiều khách ố dề là ố dề là ố dề như nào? Kiểu khách nó vào đấy chỉ tìm kiểu tìm những người sugar baby kiểu dạng
mấy bé sugar baby ấy anh. Mà em lại không thuộc dạng đấy, em lại không phải thuộc dạng đấy. Quá tuyệt vời. Thế em là như nào? Em là nuôi các baby à? Có thể là thế anh, chỉ cần... Em cần sugar boy đúng không? Đúng rồi, sugar boy đấy. Em sẽ nuôi các sugar boy. Đúng rồi. Nuôi một bầy. Một bầy cũng được anh. Miễn là các em chịu thôi. Vấn đề chỉ có các em chịu em thôi. Tức là thích các cháu chứ không thích các chú. Đúng. Nhưng mà anh thấy thường thì các lao, các ba của dancer ở trong Bắc Nhật á, thường có dancer không? Có anh. Em luôn, đúng không? Đúng rồi, là em luôn anh. Thật không? Chắc không? Em biết nhảy thật không? Bây giờ anh cho em thử thách nhảy luôn nhá. Em chỉ biết nhảy ao thôi. What the hell? Em chỉ biết nhảy ao thôi. Ao á? Ừ, ao beat á. Ao beat. Tức là em vừa đi, em vừa đứng chỉ tay nào. Em cứ chỉ tay nào món này mà em một tay đúng rồi, đúng rồi, chính xác, nó là như thế. Ảo thật đấy. May thì có rất nhiều người chơi Outbeat mà kiếm được người yêu trên đấy. Tại sao em vẫn chưa kiếm một ai? Em cũng chơi nhiều, chơi Outbeat nhiều ấy, nhưng mà vẫn chưa tìm được em. Chưa tìm được đúng không? Thế thôi, hôm nay nó là cái cơ duyên rồi. Ok. Thảo 203 đến từ Hà Giang. Có ai có lắp quen với Thảo thì có thể vào đây nhá. Sau 3 giây tiếng đếm của Phi Hoàng. 3 2 1. Xin mời. Ok. Em mà để ý ai em cứ kéo vào luôn, nhiệt tình luôn anh. Ai? Đâu? Đấy. Ông Hảo đi ô này vào không? Trời ơi. Ok. Boy đầu tiên. Ai? Đây là bố cháu đúng không? Đây bố cháu đúng không? Sao lại bán bố như này? Kiểu gì? Mẹ đâu? Mẹ đây, mẹ ở cách, mẹ để im luôn. Trời ơi. Kéo bố vào nhá, thì còn cho bố đi hết luôn con. No. Cho mẹ không? Mẹ cũng cho luôn. Hồi toàn. Có mỗi mình anh không anh ạ? Không, anh rất giữ vững lập trường đấy. Ok, mời bạn nào, anh nào? Và đi nào. Ok, mời bạn nam giơ tay. Vâng, mọi người mở đường cho bạn đi vào. À, mời anh ạ. Trời ơi, còn ai nữa nào? Sao mày cá? Anh ơi, đứng ở đây ạ, xếp hàng đây ạ. Xếp hàng ngang đây bạn này. Ông chú nào nữa? Không, người ta không thích ông chú, người ta chỉ thích trai trẻ. Anh ngờ ra. Này, anh ngờ ra, vừa lúc nãy vừa bảo tôi là hôm nọ to đúng không? Hôm nay ghép lại nhá. Ai nữa? Ai? Đây, con sắp chủ. Các bạn ơi. Kín tay này. Kẹt đấy. Mời anh bảo em cười anh. Lý do tại sao thôi? À đây vợ anh đúng không? Đúng rồi. Vợ anh. Đấy. Vợ lại gì chứ mà rồi. Ok mời bạn. Ôi giời ơi. Tiếp tục luôn. Ok. Mời bạn nào đâu nào. Anh có thể bỏ khẩu trang ra được không ạ? Bỏ khẩu trang ra. Bỏ khẩu trang ra. Ok rồi mời bạn. Anh đẹp trai, em thì đẹp gái. Mình đến với nhau thì có gì là sai. Ai? Được của nó đấy. Ai? Ok, quay trở lại nhá. Mời các bạn bỏ khẩu trang ra về vị trí á. Rồi, bỏ khẩu trang ra nào. Chào cậu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lần lượt giới thiệu tên, tuổi và quê nhá. Rồi, sẽ bắt đầu từ bạn nào. Em ơi, anh đi đâu em đi theo đấy nhá. Mình tên Bính, mình 206. Đây là thầy Thiên Hóa. Ok. Mình tên Đức Anh, mình 2K3, mình Hà Nội. Đức Anh à? Bằng tuổi rồi. 2K3 bằng tuổi luôn. Đúng rồi. 2K3 bằng tuổi rồi. Mình là Gia Kiệt, mình là 99, mình ở Hà Nội. Gia Kiệt, ok, tiếp tục luôn. Anh chào em nha, anh tên Đạt, sinh năm 98, anh ở Sóc Sơn. Làm gì đấy? Vâng. Ok anh, rồi tiếp tục nào. Chào em, anh tên là Dương, anh ở Hà Nội. Anh xem 98. Anh tên là Đình Trọng, sinh năm 2000, anh ở Vinh. Okay. Mình là Trung, sinh năm 87. Ở đâu ạ? Cầu Giấy. Ok ạ, rồi cảm ơn chú ạ. À cảm ơn anh ạ, vâng. Em là Đức Shipper, em sinh năm 2002 ở Quảng Ninh. Thôi, mày đừng có bộ quét. Thực ra anh là một
TikToker kiêm streamer và YouTuber. Và TikTok của anh có số lượng người đăng ký là 3.4m follow, tức là 3 triệu. Và bên YouTube là 2 triệu 2 follow. Đảo sức cấp. Và subscriber. Ông ơi, tiền tỷ nhá, tiền tỷ nhá. Đây chuẩn đức mẫu luôn. Em tên Trinh ở Quất Lâm ạ. Em tên Trinh, em Quất Lâm. Lâm Nam Định. Vâng. Kêu ạ. Em 2000 ạ. Nhưng mà tên là Trinh, còn Trinh không? Ôi giời ơi, bố mày lại mày sắp mất Trinh rồi anh ạ. Em xin mời tất cả các bạn đằng sau quay. Hãy chọn giúp anh 5 người vào vòng tiếp theo. Chúc bạn ấy xem thử. Chọn ai là người đấy sẽ được chọn. May mắn. 5 giây bắt đầu. 1 2 3 4 và 5. Ok, xin mời các bạn quay 5 thôi. Năm thôi. Đếm không đủ. Năm hay sáu ấy? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok rồi. Năm rồi. Hiểu kiểu gì? Năm rồi. Đứng ở đây nào. Đây. Đây. Đứng chưa? Anh nói gì nữa đây nào? Người ta không vào để em vào vậy. Ôi bạn ơi. Đúng rồi, ông vào không này thôi, ông đi ra đi để ông kia thay thế. Ông vừa thấy là người ta đang chờ không? Đúng không anh? Đúng rồi anh ơi. Đây, thế anh bảo đi. Em ơi, đi về đây mà. Bố gọi nhá. Bố gọi. Có mua cái suất này không? Bán luôn. Mua được bao nhiêu tiền? Bán luôn. Khoảng 5 lít anh ơi, vô luôn ạ. Ảo thật. 5 lít. Thôi chạy. Ôi dài ơi. 5 lít là thôi rồi đấy. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt gây ấn tượng với bạn nữ bằng một câu thả thính, hoặc bằng một hành động, hoặc bằng một tài năng của các bạn. Sẽ bắt đầu từ bạn nam áo trắng nhé. Ừ, em không tả được là thua nha. Thua là phạt nha. Đúng. Đừng yêu người làm em khó chịu mỗi ngày, mà yêu người làm em ướt gối mỗi đêm. Ướt gì? Ướt gối mỗi đêm. Ướt gối hay ướt? Ướt gối giường. Ướt giường. Đây, ướt cái gối và ướt cái giường là hai cái ướt khác nhau đấy. Đúng. Ướt cùng một lúc là ướt như thế nào? Ông có làm được không? Là được ạ, nếu chị đồng ý ạ. Em cứ tự ảo tưởng tiếp đi. Kiều có đồng ý cho người ta làm ướt gối không? À, ướt giường không kìa? Suy nghĩ. Ok, tiếp tục nào. Chết mày. 2-3 con vịt, cho em muốn. 2-3 con vịt, cho em muốn. Thử thanh quan này. Muốn gì nhỉ? Cái này ngại nhờ. Thịt. Tao lấy mày. Ok, tiếp tục nào. Em thì không biết nhiều câu thả thính, nhưng mà em dùng thể lực được không ạ? Được, ok. Để thể lực chưa? Làm gì nào? Bế bạn nữ lên. Bế bạn nữ lên. Ok. Em đã kéo rồi. Ok. Làm gì đấy? Hành động này là tôi bất ngờ hơn này. Tôi tưởng là ông cởi áo ra quấn cho con nhà người ta, hai người ông ấy đưa cho ông bạn này á. Bây giờ em sẽ bế đứng thì chắc là bạn nữ sẽ không nổ. Đúng. Ok, rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. Bật chữ bay lên, bật chữ bay lên, bay lên, bật chữ bay lên. Bước nào. Rồi, đó là một thử thách liên quan thể lực rồi. Của em là cây đàn guitar bởi vì càng cầm tay em càng sướng. Cái gì không? Còn em là cây đàn guitar bởi vì càng cầm tay em càng sướng. Gọi em là cây đàn guitar bởi vì càng cầm tay em càng sướng. À, tôi phải loát câu này đây. Biết hiểu kiểu gì? Tôi phải loát câu này đây. Anh cũng đang loát đây. Em cũng đang loát, em vẫn chưa loát được. Đập. 2-3 con đường, theo anh lên giường. 2-3 con đường, theo anh lên giường. Con bạn. Khoan. Nếu em thích sự tử tế thì theo anh lên phường. Ok. Nó ở cái tập chất. Ok. Lên phường để làm gì? Để đăng ký kết hôn. Ai? Mày khá mà rồi. Mày đẹp. Chốt nhanh đấy. Anh Grab chốt nhanh đấy. Rồi. Xin mời các bạn đằng sau quay.
Sau 3 giây đường đếm của Vi Hoàng, hãy chọn giúp Vi Hoàng 2 bạn để vào vòng tiếp theo. Okay. Thật nhanh nhá. Ok. 3, 2, 1, bắt đầu. Ok, rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã lại rất nhiều. Rồi, các bạn đây. Thử thách tiếp theo sẽ liên quan đến thể lực. Ai vừa thực hiện thể lực rồi? À đây đúng không? Không thả thính được nên là thực hiện thể lực đúng không? Đúng, rất tiếc là em vẫn phải làm thể lực tiếp. Ok, bây giờ bạn nữ ơi, bạn nữ sẽ được quyền chọn một hành động có tương tác với bạn nữ để củ hành hai bạn nam. Em chọn gì? Nên gì bây giờ nhỉ? Thể lực à? Chống đẩy đi. Thể lực chống đẩy. Ừ, chống đẩy đi cho hai bạn nam chống đẩy đi. Toàn sừng. Ok không? Dạ. Quê không? Hôm nay em chưa chạy được khách nào, em đói quá, em chưa ăn gì. Vãi cả đái. Thế em cho thể lực gì? Em cho thể lực gì? Dạ. Em cho thể lực gì? Em giờ em biết làm thơ thôi. Ôi trời ơi. Không, thể lực mà sao liên quan làm thơ? Em nói thật em đói lắm. Em hôm nay được quốc nào đâu. Thế tóm lại à? Này tình hình là đói như này là bị phạt đấy. Đói mà không thực hiện được thể lực là bị phạt đấy. Cả bạn nữ luôn á. Bây giờ làm sao đây? Em biết sao đây. Bây giờ bạn ấy to em như ở đứng số 10 ấy. Tao lấy mày. Cái gì? Bạn to hơn em. Này em chê con gái người ta là không bao giờ thành công. Không, có nghĩa là to hơn người em một xíu rồi. Số 10 bé bé. Số 10 bé bé đúng không? Số 10 mini đúng không? Thì bây giờ em có thể làm được gì ở trên cơ thể của em nào? Vâng, em bé quay vòng. Chốt bề quay vòng đúng không? Rồi ok. Em bé đứng ạ. Bề đứng quay vòng. Bề đứng quay vòng ok rồi. Bạn làm gì nào? Em có thể là cũng có thể bề đứng quay mà đi hai vòng. Bề đứng quay. Hai vòng luôn. Trời ơi ok. Mọi người sẽ nhìn cái thử thách này xem có tiền đình hay không nhá. Ok, mời anh rap làm trước nhá. Anh làm trước. Anh vừa làm trước. Không anh ấy bảo là chấp bạn rap làm trước. Bạn ấy sẽ hơn bạn rap cộng thêm mỗi thứ một vòng. Em chấp lại anh. Chấp lại nhá. Chấp lại anh. Chấp lại, bây giờ bạn thử tí đi xem ai thực hiện trước. 1, 2, 1, 2, 3. What the hell? Ôi giời ơi. Cái gì? Ai thua? Có cái số này là số gì? Đây là cái gì? Đây là con cá thì có nghĩa là thua nằm đầm đúng không? Đúng không? Đúng. Như này mà. Anh thấy bạn ấy có làm như này không? Rất là... Thằng thanh con này. Chứ phải tôi đấm cho anh. Ok, người tôi thực hiện trước. Đức thực hiện trước đi Đức. Ngọc Giáp thực hiện trước nào. Bé đúng không? Bé đứng à? Ok, đứng. Em ơi em. Bé đứng. Bé đứng lên. Bé chứ bạn nào mà đứng. Không, bé đứng đấy mà. Bé đứng mà. Bé đứng. Bạn này muốn bé từ đằng sau nè. Sau nè. Ôi. Uy tín. Trời ơi. Ông làm cái gì đấy? Sao ông lại thích tư thế từ đằng sau à? Hả? Thôi được rồi. Thôi bé từ đằng sau cũng được, tùy bạn. 3, 2, 1. Rồi. Em ơi đừng lui ra ông. Quay một người. Em quay nhanh lên đi. Quay 20 vòng nhanh đi. Máu dầu bao nhiêu cái cũng được, không sao hết. Đây. Nhìn cái gì nó nhìn okay. Ổn không em? Nhưng mà Đức có ổn không? Em ổn ạ. Tin tất nếu là được. Ổn chưa? Nhưng mà Đức đang bắt đầu ổn đấy. Em bắt sự ổn. Em bắt sự ổn luôn đây này. Không đứng được luôn mà. Ok rồi, mời bạn nam quần bò xanh nào. Vang lên vai. Em có vác được không? Ok. Bây giờ cái áo mới được có tác dụng.
2, 1, bắt đầu. 20.000 được không? Bao nhiêu cũng được. Cố gắng nhất có thể. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, ta được rồi. Được rồi. Cameraman hơi mỏi bài đoạn này rồi em ạ. Vị trí. Các bạn sẽ có 30 giây để tìm hiểu thật nhanh. Mình hỏi bạn là sở thích của bạn là gì? Mình có sở thích là nhảy Âu. Game nhảy Âu. Yes. Nếu bạn thích Âu 2 hay Âu Beat, Âu nào mình chiều hết. Đúng school. Đúng điệu đó. Đúng điệu. Đúng school. Khá là đồng điệu. Đấy, kể cả tattoo. Tattoo săn chủ luôn. Đấy, sao? Là có một chút giống nhau rồi đấy. Rồi, ok. Ok rồi, sang bên này nào. Rồi. Đặt nha anh nào. Sở thích của anh là gì ạ? Sở thích của anh là đọc sách. Và thường lúc rảnh rỗi là anh hay ngồi ở quán cà phê. Này, tình hình là người ta vừa thể lực xong, người ta toát lên mồ hôi rồi đấy. Có mang giấy gì? Ôi em ơi. Ảo thật. Quá hơi quá đà nhá. Thử thách dành cho bạn nữ: thể hiện đáp trả tình cảm với hai bạn nam bằng một hành động. Sẽ bắt đầu với bạn nam rap trước nhá. Ok, 3, 2, 1, bắt đầu. Trời ơi. Cái gì đấy? Alo. Bắt rồi. Chưa phải người yêu đúng không? Đang tìm hiểu thôi đúng không? Đang tìm hiểu, em đang tìm hiểu bạn ấy. Em bị ganh. Cây tư nhờ. Em bị ganh. Tóm lại là em đang tìm hiểu bạn ấy. Xong rồi em đi. Đâu, bảo là hẹn nhau lên phố đi bộ. Gì? Bạn ấy bảo là hẹn nhau đi phố đi bộ. Thế tóm lại là yêu chưa? Dạ chưa. Nhưng mà tại sao hôm nay em ghét đổi một bạn khác? À, em lên cho vui mà. Hả? Có bị nhọt với mày đấy ạ. Lên cho vui. Lên cho vui thôi. Thế em coi mà để em trò đùa. Không, em tí là em tự ao luôn. Có nghĩa là chuẩn bị đến cái phần xong bạn này là em ao luôn. Có nghĩa là em biết là bạn nữ ngồi ngoài em trêu rồi. Là em trêu bạn ý. Thế bây giờ nếu như cho em một cơ hội em tỏ tình với bạn ý luôn ở đây, em có dám tỏ tình không? Bây giờ làm sao đây? Thôi được rồi, phải để cho bạn nữ quyết định đã. Bởi vì em cũng vẫn chưa phải là người yêu. Thế nên là vẫn phải để cho bạn ấy quyết định nhá. Ok. Rồi. Quyết định luôn em ơi. Nắm tay hai bạn nam vào nào. Nắm tay hai bạn nam vào. Nắm tay hai bạn nam à? Sao này nắm tay. Nắm tay. Nắm hẳn tay vào nào. Tay vào. Nhọt với mày đấy à? Cày lắm rồi. Nào, chuẩn bị này. 3, 2. Nếu như em cho anh grab thì sẽ có thêm drama đấy. Nhưng mà anh không mong điều đấy xảy ra. Em chiến mà. Không là ba người tổn thương nha, ba người tổn thương đấy nha. Đấy, em nhìn thấy ba nữ vẫn đang chờ đợi à? Ủa nấu em. Ủa đâu nào. Em hỏi là nếu mà chị kia chọn anh Grab thì em xin rút ạ. Ok, bạn nữ mà nói là nếu như bạn nữ mà chọn anh Grab thì bạn nữ sẽ xin rút lui và sẽ không làm quen hay là không có một chút gì đi sâu hơn nữa trong mối quan hệ này với cả Đức. Ok, mọi người cổ vũ nhá. Ai cổ vũ Đức Mộ thì vỗ tay. Ai chọn áo trắng thì vỗ tay. Quyết định nằm ở bạn nữ mà. Rồi, chuẩn bị này. 3, 2, 1. Xin mời câu trả lời từ bạn nữ. Nữ nhí.
tôi cho ai bận này. Mà phải không dùng loa nhé, thôi buông tay ra đi. Quay lại ghép đôi, ok. Rồi, được rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ có một phút thật nhanh để tìm hiểu đối phương. Thật nhanh nhá. Anh xin tự giới thiệu, anh là Trần Gia Kiệt. À, anh xem 1999 và anh đã tốt nghiệp ngoại thương 2 năm và hiện tại đang là công tác tại công ty của gia đình. Em chào anh, em là Thảo, 2K3. Hiện tại em đang làm manager ở quán pub Nhật, là quán rượu Nhật đó. Anh nhìn em có vẻ bề ngoài khá là năng động và là skin, cá tính. Nhưng mà cái nhìn của em về bạn nam như nào? Em thấy bạn ấy cũng cao to, một cái ạ, khỏe. Là em thích nhất. Cái khỏe em thích rồi. Này nhưng mà thực sự nhá, hai bạn này lại có một cái gì đấy rất là hút nhau bởi vì nó trái dấu. Bạn nam nhìn rất là thư sinh, rất là hiền lành thư sinh luôn, nhưng mà nhìn bạn nữ lại rất là cá tính, đúng không? Lại có một cái nét gì đấy nó rất thu hút nhau khi mà nó trái dấu như vậy. Nhưng mà thế thì gu của bạn nam là một người như nào? Em là người thẳng tính nên em nói thẳng luôn nhá. Gu của em là em không thích những bạn gái đôn chè, xăm trổ. Tại vì là em bị dị ứng với cả những bạn gái mà xăm trổ. Tại vì... Khó hiểu. Bởi vì thế là sẽ rất là bị người khác đánh giá về vẻ bề ngoài. Còn đâu là gu của em thì sẽ là những cô gái mà xinh đẹp, ngoan ngoãn, nết na, rồi là lễ phép, biết tôn trọng người lớn. Thưa ông ỉ mẹ á mồ. Và sau này bạn ấy sẽ không phải đi làm, bạn ấy chỉ cần ở nhà trông con. Còn đâu em sẽ đi làm, em lo hết, em sẽ nuôi cả gia đình. Và đặc biệt là mỗi ngày bạn ấy có thể ngoan ở bên ngoài, nhưng mà tối về thì phải trên giường với em. Nhưng anh đang thấy cái quan điểm này nó sao nhở, nó đang hơi vấn đề một chút đúng không? Với bạn nữ đúng không? Bị trái ngược một tí ấy. Một người để có thể làm cho em tin tưởng thì em có thể thay đổi tất cả để người mình yêu. Đó là người em sẽ quyết định lấy làm chồng. Ok, thế thì tốt rồi. Em đã phá vỡ mọi quy tắc của anh. Thì hôm nay anh sẽ cho phép em được làm quen với anh. Ơi, chết tiệt, cái thằng chết tiệt mình vào đây làm cái quái gì vậy hả? Nghe nó thử con con này. Chứ phải tôi đánh cho mình nha. Chả lẽ mình lại đứng lên chửi nó, mày nghĩ mày là ai? Hơi rất là tôi không biết dùng từ gì, nhưng mà thực sự ra anh nghĩ là như thế này này, về bề ngoài ấy, về việc làm một người con gái có ngoại hình như thế nào, hay là về việc người ta có tí mực trên người đi, thì cái câu chuyện đấy nó sẽ không đánh giá được bên trong người ta sẽ như thế nào. Thế nên là anh hy vọng nếu như hai bạn có đến với nhau, nó sẽ là đến từ con tim, nó sẽ đến từ con đi từ con tim và sự chân thành của hai bạn. Ok, mình hết giờ rồi nha, hết giờ rồi nha. Ok, quyết định luôn nào, quá lâu rồi, để tôi còn ghép đôi tiếp theo nào. Xin mời hai bạn đằng sau quay. Nếu như hai bạn đồng ý cho nhau một cơ hội để tìm hiểu đối phương thì hãy quay mặt lại. Còn nếu như không đồng ý thì đi thẳng. 10 giây bắt đầu. Một, xin mời câu trả lời từ hai bạn. Ok em ơi quay trở lại đây nào. Đừng lùi ra đây nào. Cho anh hỏi lý do em không quay lại là gì? Em nói với anh này, anh cũng đẹp trai đó, cũng khỏe, em cũng thích khỏe. Nhưng mà tính anh hơi bị ta sửa một chút, nên là em không thể chấp nhận được. Anh xin lỗi, nhưng mà khi yêu là có thể thay đổi vì người mình yêu. Anh sẽ cố gắng thay đổi. Để thay đổi một cái quan điểm cổ hủ của anh như thế thì em nghĩ là anh sẽ là S dài đấy. S dài luôn. Thật ra thì không em ạ, mỗi người một quan điểm. Anh em mỗi người một quan điểm, nhưng mà đôi khi chúng ta cần biết cân bằng để nó phù hợp với cả xã hội hiện tại. Mỗi người sẽ có một quan điểm đúng, nhưng mà chúng ta cũng nên tôn trọng đối phương. Không sao hết, mình sẽ tạm biệt nhau bằng một cái bắt tay được không? Ok. Ok, em có muốn nói điều gì nữa không? Không. Không đúng không? Em có muốn nói điều gì nữa không nào? Thật ra em lên Outbiz, Out2 em có thể tìm kiếm được những người hơn anh. Nhưng anh có thể mà hơn anh rất nhiều, không quan niệm về những cái mà... Cái cổ hủ của anh, cái vấn đề cổ hủ của anh. Nên là em nghĩ là chúng ta không thể đồng điệu được. Nên là tạm biệt anh, cảm ơn anh. Ok, không sao cả. Nó sẽ là một cơ hội mới mở ra cho cả hai bạn thôi. Mình tạm biệt nhau rồi đúng không? Cảm ơn hai bạn. Chúc hai bạn sau ngày hôm nay
sẽ tìm được một nửa của riêng mình. Xin chào và hẹn gặp lại hai bạn. Xin lỗi gì? Định xin lỗi gì? Xin lỗi rất nhiều. Có muốn mấy bạn đi ghép đôi không? Tí ơi, em có đồng ý ghép đôi không? Em có. Tức là thì nữa, so với cả những điều mà bạn ấy vừa làm vừa rồi, anh có phải là có phải là em với anh ở góc kia đúng không? Thấy anh đúng không? Biết rồi. Ok, tí nữa anh sẽ tạo cơ hội cho em, anh hy vọng là nó sẽ là một câu chốt nhá. Ok rồi, cảm ơn em. Thật ra thì khi mà các bạn ấy nói về quan điểm thì tôi đã nghĩ rằng là hai bạn ấy sẽ không quay lại với nhau rồi. Nhưng mà biết đâu sau khi cái clip này phát sóng thì các bạn sẽ tìm hiểu bạn Nam nhiều hơn với những người đúng gu với bạn Nam. Hay là bạn có thể lên O2 Orbit chơi bạn Thảo, đúng gu bạn Thảo. Nhưng bạn nào mà độc thân ấy thì nhớ ấn vào phần hẹn hò trên Orbit và lên đấy kiếm người yêu và chơi game nhá. Tải ngay game Orbit chạm là mê O2 của Cực Phiêu trên Google Play và App Store nhé. Và đừng quên gia nhập cộng đồng game âm nhạc thời trang hẹn hò số 1 Việt Nam. Nhảy nhót càng nhiều càng dễ kiếm người yêu. Còn bây giờ thì xin chào bạn, hẹn gặp lại, bye bye.